Dạ, kính thưa các thầy trong chủ tịch đoàn, kính thưa các thầy và các quý vị. Sau đây em xin trình bày về kết quả bước đầu của nội soi giảm thể tích phổi bằng van một chiều điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có khí phế thủng nặng. Về nội dung bài báo cáo gồm có 5 phần, một đặt vấn đề tổng quan đối tượng phương pháp và kết quả nghiên cứu và bàn luận và phần kết luận. Về đặt vấn đề, như chúng ta đã biết là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu với tỷ lệ tử vong cao. Điều trị giảm thể tích phổi thì có tác dụng tốt cho những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có khí phế thủng nặng, bao gồm hai nhóm phương pháp là một là phẫu thuật và nội soi. Trong đó việc giảm thể tích phổi bằng van một chiều đã chứng minh nhiều ưu điểm trên lâm sàng. Kỹ thuật này đã được thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam tại Viện 103. Chính vì vậy, đề tài này được thực hiện nhằm hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là đánh giá hiệu quả của nội soi giảm thể tích phổi bằng van một chiều ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có khí phế thủng nặng ngoài đợt cấp. Và mục tiêu thứ hai là đánh giá tính an toàn của nội soi phế quản giảm thể tích phổi bằng van một chiều ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có khí phế thủng nặng ngoài đợt cấp. Về một phần tổng quan, như chúng ta đã biết, các rối loạn chính sinh lý chính trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là giảm độ đàn hồi của phổi và tắc nghẽn đường thở. Việc điều trị giảm thể tích phổi làm tăng độ đàn hồi của phổi và tăng dung tích sống và cải thiện chức năng của cơ hô hấp, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Trong khoa nghiên cứu này sử dụng van một chiều để về đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Về đối tượng nghiên cứu gồm có 66 bệnh nhân được chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có khí phế thủng nặng ngoài đợt cấp, điều trị tại bệnh viện 103 từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016. Các bệnh nhân được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 là nhóm nghiên cứu bao gồm 33 bệnh nhân được đặt van phế quản một chiều và điều trị nội khoa cơ bản, và nhóm 2 là nhóm chứng cũng gồm 33 bệnh nhân không được đặt van nhưng vẫn được điều trị nội khoa cơ bản. Về tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dựa theo GOLD 2013 và tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân nội soi phế quản đặt van một chiều theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế năm 2014 với các tiêu chí chính là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng ngoài đợt cấp với FEV1 từ 20-45%, có ROV lớn hơn 150% số lý thuyết và không có thông khí bằng hệ ở dưới vị trí đặt van và có khí phế thủng nặng khu trú. Về tiêu chuẩn loại trừ và loại trừ chung tất cả các bệnh nhân có mắc các bệnh hô hấp khác như lao, hen phế quản và có chống chỉ định của đo chức năng hô hấp hoặc các bệnh nhân không hợp tác. Với các bệnh nhân, tiêu chuẩn loại trừ của đặt van phế quản một chiều là theo tiêu chuẩn Bộ Y tế năm 2014, chủ yếu là các bệnh nhân có chống chỉ định của nội soi phế quản như có nhồi máu cơ tim hoặc các bệnh nặng phối hợp. Về phương pháp nghiên cứu là thử nghiệm lâm sàng không đối ngẫu nhiên có đối chứng và theo dõi dọc. Về quy trình nghiên cứu chung, các bệnh nhân nào được nghiên cứu lâm sàng được khám lâm sàng và đánh giá các chỉ số KET, đánh giá khó thở theo thang điểm MMRC và đánh giá test đi bộ 6 phút. Các bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính lồng ngực để xác định vị trí và mức độ khí phế thủng. Các bệnh nhân được đo chức năng hô hấp bao gồm thông khí phổi, thể tích khí thân và khí máu động mạch. Sau đó các bệnh nhân được chỉ định đặt van và đánh giá kết quả sau đặt van. Trên đây là sơ đồ nghiên cứu của bệnh nhân. Quy trình đặt van được thực hiện như sau. Các van được sử dụng là van dép vai. Đầu tiên các bệnh nhân sẽ được soi phế quản để đánh giá toàn bộ cây phế quản và xác định vị trí đặt van dựa theo cái hình ảnh cắt lớp vi tính trước khi chuẩn bị bệnh nhân. Sau đó chúng ta đo cái thông khí bằng hệ ở dưới vị trí đặt van bằng hệ chống chartit trên màn hình. Khi các sóng ở trên màn hình là sóng âm thì như vậy là ở dưới không có thông khí bằng hệ, và các bệnh nhân sau đó được van được nạp vào đưa đến phế quản đích và đặt van, sau đó kiểm tra hoạt động của van và các biến chứng của mình. Thế nên là xử lý số liệu theo quản lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Về kết quả nghiên cứu và bàn luận. Về đặc điểm tuổi giới của bệnh nhân, trong nhóm nghiên cứu các bệnh nhân chủ yếu có tuổi trung bình là 65,8 tuổi và 100% bệnh nhân nam giới. Đặc điểm này cũng phù hợp các nghiên cứu đặt van trước đây trên thế giới.
về đặc điểm về BMI CAD và đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ở hai nhóm bệnh nhân không có sự khác biệt từ đặc điểm về BMI CAD và đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong vòng 1 năm. Tuy nhiên khi so với sánh với các nghiên cứu trên thế giới thì ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu thì có chỉ số BMI thấp hơn và thứ hai là có các đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trung bình trong 1 năm cao hơn. Đặc điểm này cũng ảnh hưởng đến kết quả đặt van sau này. Về đặc điểm của chức năng hô hấp thì các đặc điểm của hai nhóm không có sự khác biệt rõ rệt, mà thứ hai là đặc điểm này cũng phù hợp với tiêu chuẩn đặt van của các bệnh nhân trên thế giới. Về số lượng và vị trí đặt van, ở trong nghiên cứu chủ yếu bệnh nhân được đặt một van chiếm 94,94% và trong đó 55,55% bệnh nhân được đặt van ở thụy dưới phải. Khi so sánh với các nghiên cứu trên thế giới thì số lượng van ở trong nghiên cứu này thấp hơn. Ngoài ra, so với các nghiên cứu ở các nước Âu Mỹ thì cái số lượng van của họ chủ yếu đặt ở thùy trên. Tuy nhiên khi chúng ta so sánh với một số nghiên cứu ở châu Á như nghiên cứu của Hàn Quốc thì số lượng van cũng chủ yếu đặt ở thùy dưới. Chính vì cái đặc điểm này cho nên ảnh hưởng đến kết quả đặt van sau này. Sau khi đặt van 3 tháng, các bệnh nhân có cải thiện về chỉ số MMRC và CAT, cải thiện rõ rệt so với nhóm không đặt van. Quãng đường đi bộ 6 phút của bệnh nhân tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, so với các nghiên cứu thế giới thì kết quả này, cải thiện này vẫn thấp hơn. Điều này có thể liên quan đến, thứ nhất là liên quan đến cái số lượng và vị trí đặt van, thứ hai là liên quan đến các chăm sóc của bệnh nhân sau khi đặt van. Về thay đổi của dung tích sống thở mạnh sau đặt van 3 tháng, dung tích sống thở mạnh của bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu cải thiện hơn rõ rệt so với cái nhóm chứng. Và thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên của nhóm nghiên cứu cũng cải thiện, đặc biệt trong nhóm nghiên cứu có 39,09% bệnh nhân có FEV1 tăng trên 10% số lý thuyết. Tuy nhiên so với các nghiên cứu ở trên thế giới thì sự thay đổi này vẫn còn hạn chế hơn. Về thay đổi về thể tích khí cặn, sau điều trị 3 tháng, thể tích khí cặn của nhóm nghiên cứu giảm rõ rệt so với nhóm không đặt van, nhóm chứng. Ở nhóm chứng thì thể tích khí cặn còn tăng lên. Tương tự như vậy, sự thay đổi của dung tích sống toàn phổi thì cũng có cải thiện ở nhóm đặt van. Khi so sánh với các nghiên cứu trên thế giới thì sự thay đổi của thể tích khí cặn và dung tích toàn phổi thì có sự khác biệt ở từng nghiên cứu. Đặc điểm này có thể liên quan đến, thứ nhất liên quan đến các vị trí đặt van, thứ hai là sau các nghiên cứu ở trên nghiên cứu trên thế giới, một số nghiên cứu thì các bệnh nhân có các tai biến trên lâm sàng và cuối cùng phải tháo van. Chính vì vậy có sự thay đổi ở kết quả dung tích thở sống và dung tích sống thở mạnh. Về thay đổi của phần áp oxy máu động mạch sau 3 tháng đặt van thì cũng có sự thay đổi rõ ở trong nhóm nghiên cứu. Đặc điểm này cũng tương tự như các nghiên cứu trên thế giới. Về các biến chứng sau đặt van ở trong nhóm nghiên cứu, chủ yếu các bệnh nhân có xuất hiện các đợt cấp chiếm 9,09% và nhảy phủ van chiếm 9,09%. Chỉ có một bệnh nhân chiếm 3,03% có tràn khí màng phổi. Tất cả các bệnh nhân này được xử lý bằng các biện pháp điều trị nội khoa và nội soi. So với các nghiên cứu trên thế giới thì nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ biến chứng thấp hơn và nhẹ hơn. Như ở bên nghiên cứu của năm 2006 thì tỷ lệ viêm phổi tăng cao, và như của nghiên cứu của Skill 3 năm 2010 có 8 bệnh nhân phải tháo van. Đặc điểm này có thể liên quan đến số lượng van được đặt, vì trong nghiên cứu của chúng tôi thì số lượng van đa phần bệnh nhân được đặt một van và thời gian là để đặt một van thì thường ngắn, nên chính vì vậy cái tỷ lệ biến chứng thấp hơn. Qua nghiên cứu 3 bệnh nhân được đặt van phế quản một chiều sau 3 tháng, chúng tôi xin rút ra một số kết luận sau. Thứ nhất, về hiệu quả của van phế quản một chiều thì các bệnh nhân có cải thiện tốt về điểm CAT, MMRC và khoảng cách đi bộ 6 phút. Dung tích sống thở mạnh tăng và có 9,09% bệnh nhân có tăng thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên trên 10%. Dung tích sống và dung tích sống thở, dung tích toàn phổi giảm rõ rệt sau đặt van, và phần áp oxy máu động mạch có cải thiện khá tốt. Về tính an toàn của kỹ thuật thì kỹ thuật có
biến chứng ít và nhẹ và không có tử vong, các biến chứng được xử trí bằng phương pháp nội khoa. Và trên đây là một số hình ảnh minh họa sau đặt van. Hình ảnh thứ nhất là các bệnh nhân trước đặt van và bệnh nhân được sau đặt van ở thủy giữa phổi bên phải, thì sau đặt van thủy giữa phải có xẹp lại. Thứ hai là bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân Phan B, thì ở trước đặt van có bóng khí thủng lớn ở thủy trên một phải, và sau khi đặt van thì bóng khí thủng nhỏ đi. Trên đây là hình ảnh của van ở thủy dưới phổi phải, và trên hình x quang được không? Em xin chân thành cảm ơn.